Dạ đúng rồi. Bác sĩ nói là cái ca của ba em là trường hợp nhẹ nhất luôn rồi đó. Tại vì hên á anh, hên là phát hiện kịp thời á. Có cái ca nhẹ nhì hơn chút xíu nữa, mở ca đó liệt kìa. Ôi vậy hả? Liệt nửa người luôn. Trời đất ơi ghê quá. Ủa rồi sao em về đây? Em về em soạn quần áo đồ đạc rồi nấu cơm nấu nước xong em chạy ngược vô chồng em thai chồng em. Tại bác sĩ nói là bây giờ ba em phải nhập viện để thấy uống thuốc rồi theo dõi. Bây giờ em vô, em nói chuyện anh chị xong chạy vô em lấy đồ làm đi liền đó. À, thay ca ha. Dạ thay ca. Không hay. Em chở chị đi, đi vô thăm bác luôn. Được. Hàng xóm với nhau mà, đúng không? Để vô, em vô em thay đồ cái ha. Dạ dạ, mà chị ở nhà chị cũng coi như gia đình cũng neo đơn, chị cũng để ý anh Dũng nữa. Chị biết chứ, trời ơi là chị nghiên cứu về cái bệnh này dữ lắm á cưng. Hồi mấy cái dấu hiệu của bệnh tai biến là chị rành lắm. Vậy hả? Nhưng đừng có lo. Trời ơi bệnh này là bây giờ là nhiều người bị nên chị phải lo, chị phải sợ chứ. Chị rõ lắm nè, khi mà bị tai biến á thì mình đang đứng sẵn sẵn nghe cưng. Mà ngã ngang một cái, đó, ngã ngang một cái. Là tứ chi co giật em à, tứ chi co giật vậy đó. Rồi cái tự nhiên cái miệng méo qua một bên, miệng méo qua một bên. Ôi những cái lè lưỡi ra à, nhiều khi có bọt mép đó. Như vậy là tai biến, tai biến đó cưng đó, giấu gì à, trời ơi nó bị tai biến rồi. Trời ơi cấp cứu. Chị em nói nghe, hồi nãy giờ chị nói là chị có kinh nghiệm dữ lắm. Bây giờ giải quyết làm sao? Xử lý làm sao? Người ta nói là chăm lấy máu 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân. Bây giờ máu không? Còn có máu. Đi lấy đồ chăm cho máu. Đợi em máu. Trời ơi, anh khoan được không? Trời ơi, đi lấy cái nho nhỏ thôi chứ cần chích một chút thôi. Lấy cái kim mai á đi vô cái hộp nhỏ của em chứ bây giờ rối quá. Khỏi luôn. Ủa sao vậy? Khỏi. Không cần phải lấy cái gì nữa hết trơn trời. Thế? Hồi nãy giờ là em giỡn đó. Giỡn gì kỳ cục vậy? Làm hết hồn bên kia. Bởi vì em biết anh giỡn cho nên mới lấy cái đũa này ra nè. Trời chứ đất ơi. Em nói thiệt luôn, hôm qua ba em mà bị như vậy là em phát hiện rồi, em biết rồi. Nhưng mà nếu mà anh Dũng mà có thật sự bị như vậy là chị Giang sơ cứu gì cũng không chính xác nữa. Đúng rồi, sơ cứu gì là phản khoa học. Người ta nói với chị rõ ràng như vậy luôn á. Không đâu, em mở cho hai người coi nè. Vậy theo em sơ cứu như thế nào mới là chính xác? Chính xác là đây. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Dạ, xin kính chào quý khán giả. Cái biện pháp mà sơ cứu bệnh nhân mà bị đột quỵ tại nhà đó thì người ta hay làm mấy cái biện pháp mà là người ta chích 10 đầu ngón tay, chích nặng máu 10 ngón tay, hoặc là chích ở giấy tay, hoặc là giật gió, hoặc là cạo gió. Thì đây là cái biện pháp mà sơ cứu nó không đúng. Khi mà chúng ta làm cái sơ cứu không đúng này đó, một là sẽ gây cho bệnh nhân chảy máu, gây tăng nguy cơ nhiễm trùng, đặc biệt là làm chậm cái thời gian mà bệnh nhân được đến bệnh viện. Thì chúng ta biết rằng là khi mà tế bào não chúng ta nó bị thiếu máu, thiếu oxy trong vòng khoảng 3 tới 5 phút là coi như tế bào não chúng ta bị hoại tử, bị chết, không phục hồi được. Do đó thì khi mà bệnh nhân đã có cái dấu hiệu của đột quỵ thì chúng ta lập tức gọi xe cấp cứu, gọi người hỗ trợ để đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Còn trong quá trình mà xe đang đến thì và bệnh nhân ở đây có nôn ói, có sặc nghẹn thì chúng ta phải làm thông đường thở cho bệnh nhân nằm nghiêng, rồi xem coi cái lưỡi có bị làm bít được thở hay không. Rồi bệnh nhân có ngưng tim ngưng thở thì chúng ta có thể xoa bóp tim ngoài lồng ngực, có thể hạ hơi thở ngạt, có thể hỗ trợ. Rồi hoặc là bệnh nhân đang đi đường, đi xe hoặc là đi sinh hoạt mà bị té thì chúng ta cũng phải đỡ bệnh nhân vào cái nơi mà an toàn, sạch sẽ, khô ráo, thoáng để nằm ở cái tư thế dễ chịu để chuẩn bị các cái xe cấp cứu hoặc là có người tới hỗ trợ chúng ta để đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được xử trí kịp thời. Thì cái biện pháp này nó sẽ hỗ trợ để trong quá trình là chờ đợi được đến bệnh viện, và nhớ nguyên tắc là thời gian vàng, càng nhanh càng sớm càng tốt bệnh nhân được đến bệnh viện. Thì tại vì các cái biện pháp mà hỗ trợ điều trị trong các cái trường hợp đột quỵ thì chỉ có ở bệnh viện chuyên sâu thì họ mới đủ điều kiện thiết bị và đủ cái con người có kỹ thuật để làm được thôi. Xin chào quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi những thông tin rất bổ ích của chương trình. Xin chúc quý khán giả có nhiều sức khỏe.